Mời các bạn nghe clip 2 Sách con người và các thể Thông thiên học Minh triết thiên liên, Phần 4 Những thể trí Chúng ta đã học về thể xác và thể dí con người Thể xác hoạt động ở cõi trần Có phần hữu hình và phần vô hình Chúng ta đã theo dõi cách thức sinh hoạt cũng như phân tích bản chất của sự tăng trưởng và cách thức thanh lọc quá nó. Đối với thể dí cũng thế, chúng ta đã theo dõi những hoạt động và tăng trưởng những hiện tượng liên hệ với sự biểu lộ của nó ở cõi trung giới và sự thanh lọc quá nóc như thế chúng ta đã có vài ý tưởng về hoạt động của con người ở hai trong bảy cõi của vũ trụ bây giờ chúng ta có thể sang qua cõi thứ ba thế giới của trí tuệ chúng ta đã biết có ba cõi cõi trần cõi trung giới và cõi trí tuệ trái đất và hai khối cầu bao quanh nó chỉ cõi trung giới và cõi thượng giới Như một dùng bộ ba Nơi đó con người hoạt động trong suốt những lần đầu thai ở cõi trần Và cũng nơi đó con người cư trú trong suốt những giai đoạn xen kẽ giữa sự chết Khép lại một đời sống thế gian và sự sinh Mở ra một đời sống khác ở thế gian Ba khối cầu đồng tâm là trường học và lại dương quốc của con người Trong đó nhân loại phát triển và đi suốt hành trình tiến hóa trước khi cánh cửa của sự điểm đạo được mở ra trước mặt con người không thể vượt một cách có ý thức ra ngoài ba thế giới này ngoài ra không có con đường nào khác dùng thứ ba này chúng ta gọi là cõi của trí tuệ bao gồm tuy không giống hệt một thế giới mà người thông thiên học gọi là cõi trời chân phúc được diễn tả là nơi ở của những vị thần dùng đất hạnh phúc và phước lành sở dĩ có tên cõi trời chân phúc do bản chất và tình trạng của nó vì không điều gì gây đau khổ phiền muộn có thể xâm nhập được vào thế giới này nó là một trạng thái được bảo vệ đặc biệt không cho phép những điều xấu ác xâm nhập vào nó là nơi an nghỉ đầy phúc lạc để con người có thể thanh thản đồng hóa những quả lành mang theo từ đời sống thế gian để tránh nhầm lẫn trước tiên chúng ta cần giải thích một cách tổng quát về thế giới trí tuệ giống như những cõi khác có bảy cảnh trong cõi trí tuệ nhưng đặc biệt bảy cảnh này được chia thành hai nhóm nhóm thứ nhất gồm ba cảnh trên được gọi theo danh từ kỹ thuật là vô sắc tướng hay không có hình thể do chúng rất thanh nhẹ bốn cảnh dưới được gọi là sắc tướng hay có hình thể do đó tâm thức con người có hai dẫn thể để hoạt động ở cõi này cả hai đều được gọi là thể trí ta sẽ xét đến trước tiên thể trí thấp hay hạ trí từ ngữ này được tạm dùng cho đến khi nào có một từ ngữ khác thích hợp hơn. Đối với thể trí cao hay thượng trí còn được gọi là nhân thể vì những lý do sẽ được làm sáng tỏ về sau. Dần dần học viên sẽ quan thuộc và phân biệt giữa thượng trí và hạ trí. Thượng trí là nhân thể, tức thể trường tồn của chân ngã hay con người thật, nó còn lại từ kiếp này qua kiếp khác. Hạ trí, gọi tắt là thể trí còn lại sau khi chết và vào cõi trời chân phúc, rồi sẽ tan rã khi sự sống ở những cảnh sắc tướng của cõi trời chân phúc chấm dứt. Thể trí đây là dẫn thể của tâm thức được cấu tạo bởi chất liệu của bốn cảnh thấp cõi thượng giới. Tuy nó là dẫn thể đặc biệt của tâm thức cho phần thấp này của cõi trí, nó hoạt động dựa vào và xuyên qua thể giới cùng thể xác trong mọi sự biểu lộ, cho nên chúng ta gọi nó là cái trí trong tâm thức tỉnh thức bình thường của chúng ta. Thật vậy, trong suốt cuộc sống cõi trần của người chưa phát triển, nó không thể hoạt động riêng rẽ trên cõi riêng của nó như một dẫn thể độc lập của tâm thức. Khi một người sử dụng khả năng trí tuệ, họ phải khoác vào chất liệu cõi trung giới và cõi trần trước khi có thể trở nên ý thức về hoạt động của họ. Thể trí là dẫn thể của linh hồn, là chủ thể tư tưởng, nó điều hợp mọi công việc. Nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc sống, nó còn phôi thai rời rạc và không hữu dụng, giống như trường hợp thể dí của người chưa phát triển. Thể trí được cấu tạo bằng loại chất liệu rất hiếm và thanh nhuyễn. Như ta đã biết, chất liệu cõi trung giới kém đậm đặc rất nhiều so với chất dĩ thái ở cõi trần. Chúng ta cần có ý niệm rộng rãi hơn về chất liệu. Hãy nghĩ đến một chất vô hình đối với mắt thường và cả thị giác thể dí. Nó thanh nhuyễn đến độ không thể nhận thấy được bằng giác quan bên trong của con người chất liệu này thuộc về cõi thứ năm trong vũ trụ đến từ trên xuống hoặc cõi thứ ba nếu đếm từ dưới lên trong chất liệu này chân ngã biểu lộ qua cái trí hiểu biết cũng như ở cõi bên dưới nó cõi trung giới chân ngã biểu lộ qua cảm giác phần bên ngoài của thể trí hiện diện trong hào quang có một đặc tính nổi bật kích thước cũng như hoạt động của nó tăng trưởng từ kiếp này sang kiếp khác tùy theo độ tăng trưởng và phát triển của chính con người trong khi thể xác được tái tạo ở mỗi kiếp thay đổi tùy theo quốc gia và phái tính nhưng kích thước gần như không thay đổi kể từ thời châu atlantis đến ngày nay đối với thể giới chúng ta thấy cơ cấu của nó được tổ chức hoàn hảo hơn khi con người phát triển nhiều hơn nhưng ở thể trí có sự tăng trưởng về kích thước nó lớn lên theo trình độ tiến hóa của con người khi nhìn một người còn sơ khai chúng ta khó phân biệt thể trí của họ nó phát triển rất ít, cần phải nhìn thật kỹ mới nhận thấy. Ở một người tiến bộ hơn, tuy chưa phát triển về tinh thần, nhưng đã mở mang những khả năng của cái trí, đã huấn luyện để phát triển những năng khiếu trí tuệ, chúng ta thấy thể trí họ rất phát triển, và tổ chức đầy đủ thành một dẫn thể. Thể trí của những người này có chu di xác định rõ ràng, chất liệu thanh nhuyễn, màu sắc đẹp đẽ, rung động liên tục, linh hoạt đầy sinh lực và diễn đạt mạnh mẽ trong thế giới của trí tuệ. Về bản chất, nó được cấu tạo bởi chất liệu thanh nhẹ. Về nhiệm vụ, nó là dẫn thể kề cận để chân ngã biểu lộ trí tuệ. Thể trí tăng trưởng từ kiếp này đến kiếp khác, tỷ lệ với sự phát triển của trí tuệ. Những thuộc tính và phẩm chất của nó càng ngày càng được sắp xếp xác định và càng trở nên rõ ràng. Khi hoạt động nối kết với thể dí và thể xác, thể trí không có hình thể và đặc điểm rõ rệt của con người nó có hình bầu dục giống như quả trứng thâm nhập vào thể xác và thể giới và bao quanh chúng thành một bầu hào quang sáng rực khi trí tuệ càng phát triển nó càng nở rộng hơn chúng ta biết khi cái trí con người phát triển những khả năng cao hình trứng này trở nên rất đẹp và sáng chói nhãn quan trung giới không thấy được nó nhưng người có nhãn quan cao thuộc cõi trí tuệ thấy nó rất rõ ràng một người bình thường ở cõi trần không thấy gì ở cõi trung giới, dù cõi này ở chung quanh ta, chỉ đến khi con người mở giác quan thể dưới mới thấy được. Cũng thế, một người chỉ có những giác quan thể xác và thể dưới linh hoạt sẽ không thấy gì ở cõi trí, hoặc những hình thể cấu tạo bằng chất liệu cõi trí, dù cõi này ở mọi phía chung quanh họ, chỉ đến khi họ mở giác quan thể trí mới có thể thấy được. Những giác quan sắc sảo thuộc về cõi trí khác xa với những giác quan mà chúng ta quen thuộc nơi cõi trần. Thật ra từ ngữ những giác quan bị dùng sai, chúng ta phải nói là giác quan, vì cái trí tiếp xúc với sự vật thuộc thế giới của riêng nó một cách trực tiếp lên toàn thể bề mặt, không có những cơ quan phân biệt cho sự thấy, nghe, sờ, nếm và ngửi. Ở cõi trần, chúng ta tiếp nhận mọi rung động xuyên qua những giác quan riêng biệt, còn ở cõi trí tất cả những đặc tính này xảy ra một luật khi xúc chạm với cái trí thể trí tiếp nhận tất cả cùng lúc ngay tức khắc và nhận ra mọi sự vật nào có thể gây ấn tượng lên nó lời nói rất khó diễn đạt rõ cách thức giác quan thể trí nhận và tổng hợp những ấn tượng có lẽ diễn tả như sau dễ hiểu hơn nếu một sinh viên được huấn luyện đến cõi đó và tiếp xúc với một sinh viên khác cái trí sẽ nói chuyện bằng ngọ sắc âm thanh và hình dạng như thế toàn thể tư tưởng được truyền đi như một hình ảnh có màu sắc và âm thanh, hay gì là một mảnh dụng của tư tưởng như được diễn tả ở cõi trần bởi những biểu tượng mà chúng ta gọi là chữ. Một số độc giả có nghe nói đến những quyển sách cổ, viết bởi các vị điểm đạo cao bằng ngôn ngữ của màu sắc hay ngôn ngữ của thần minh. Có nhiều người đệ tử biết đến loại ngôn ngữ này và sử dụng nó. Đây là lời nói của thế giới tư tưởng, diễn đạt bằng hình thể và màu sắc những rung động từ một tư tưởng đơn độc tạo ra hình thể màu sắc và âm thanh cái trí không coi nó là một màu sắc hay một âm thanh mà coi nó như một tư tưởng hay một hình thể tư tưởng tạo nên rung động phức tạp trong chất liệu thanh nhẹ và diễn đạt theo nhiều cách thức bằng cách tạo nên những rung động này chất liệu của cõi trí liên tục bị rung động tạo ra những màu sắc âm thanh và hình thể nếu một người tách rời khỏi thể vía và thể xác để hoạt động trong thể trí họ cảm thấy hoàn toàn thoát khỏi mọi giới hạn do những cơ quan cảm giác của họ họ tiếp nhận ở mỗi điểm đối với mỗi rung động mà ở cõi thấp nó xuất hiện riêng lẻ và khác biệt trong lúc thức một người suy nghĩ và làm việc qua thể día và thể xác tuy nhiên tư tưởng được phát ra từ người sản xuất tư tưởng trong thể trí qua thể día trước rồi đến thể xác khi suy nghĩ chúng ta suy nghĩ bằng thể trí nó là tác nhân của tư tưởng, tâm thức tự diễn đạt như chủ thể tôi. Thế tôi thật ra chỉ là ảo tưởng, nhưng nó là cái tôi duy nhất mà phần đông con người biết. Khi đề cập đến tâm thức của xác thân, chúng ta nhận thấy con người không ý thức được hết những gì xảy ra trong xác thân, một phần những hoạt động của cơ thể không tùy thuộc vào con người. Con người không suy nghĩ giống như những tế bào nhỏ nhất riêng rẽ suy nghĩ, con người không chia sẻ toàn thể tâm thức của cơ thể. Khi đề cập đến thể trí, chúng ta đến gần sự đồng hóa với con người. Nó dường như là chính người ấy. Tôi nghĩ, tôi biết có thể nào chúng ta hiểu phía sau sự kiện đó. Cái trí là chủ tể trong thể trí. Dường như nó là mục đích của hầu hết chúng ta khi đi tìm chân ngã. Nhưng điều này chỉ đúng nếu chúng ta bị giới hạn trong tâm thức lúc thức. Chúng ta đều biết tâm thức lúc thức, cũng như những cảm giác của thể giới, chỉ là một mức độ trong cuộc hành trình của chúng ta khi chúng ta đi tìm chân ngã những ai đã học hỏi sâu xa hơn sẽ nhận ra rằng thể trí đến phiên nó cũng chỉ là dụng cụ của con người thật sự tuy nhiên trên phương diện tư tưởng hầu hết chúng ta không thể tách rời con người với thể trí của người ấy đối với chúng ta hình như cái trí là sự diễn đà cao nhất một dẫn thể cao nhất của con người và là cái ngã cao nhất mà chúng ta có thể tiếp xúc và nhận thức được Điều này không thể tránh được và rất tự nhiên ở trình độ tiến hóa hiện tại của con người, khi con người bắt đầu làm sống động thể trí để nó hoạt động nổi bật. Trong quá khứ, con người đã làm sống động thể xác để nó sinh hoạt như một dẫn thể của tâm thức và trong hiện tại đang dùng nó như một thói quen. Những người chậm tiến thuộc giống dân hiện tại đang làm sống động thể giết, nhưng phần đông nhân loại đã hoàn thành một phần lớn công việc này thể trí của người thuộc giống dân thứ năm đang được linh hoạt và hiện nay công việc đặc biệt mà nhân loại cần thực hiện là làm phát triển thể này tư tưởng làm cho thể trí tăng trưởng nói khác đi tư tưởng của chúng ta là nguyên liệu để xây dựng thể trí do sử dụng khả năng trí tuệ do sự phát triển năng lực nghệ thuật và những cảm xúc cao cả chúng ta xây dựng thể trí ngày này qua ngày khác hằng tháng hằng năm trong những kiếp sống nếu không sử dụng khả năng trí tuệ, cam chịu làm nơi tiếp nhận chứ không phải người sáng tạo, nếu bạn luôn luôn tiếp nhận từ bên ngoài thay vì tạo tác từ bên trong. Nếu trong cuộc sống, những tư tưởng của người khác tụ tập tràn đầy trong trí bạn, nếu đó là tất cả những gì bạn biết về tư tưởng thì thể trí bạn không thể tăng trưởng. Từ đời này sang đời khác, bạn trở lại giống như lúc bạn sinh ra, từ đời này sang đời khác, bạn vẫn còn là người chưa phát triển vì chỉ đến khi bạn tập luyện thể trí thường xuyên sử dụng những khả năng sáng tạo của nó thể trí mới có thể phát triển và con người mới thật sự tiến hóa ngay lúc bắt đầu nhận thức điều này chắc bạn sẽ cố gắng thay đổi thái độ tổng quát đối với ý thức bạn trong cuộc sống hàng ngày và bạn sẽ bắt đầu canh chừng những hoạt động của nó khi làm thế bạn sẽ nhận thấy phần nhiều những ý nghĩ của bạn không thực sự là tư tưởng của chính bạn mà chỉ là sự tiếp nhận tư tưởng của kẻ khác những tư tưởng đến với bạn mà bạn không biết chúng đến bằng cách nào và từ đâu những tư tưởng ra đi mà bạn không biết chúng đi đâu có lẽ bạn sẽ bắt đầu cảm thấy phiền não và thất vọng khi biết thể trí thay vì tiến hóa lên cao nó không khác gì một trạm cho những tư tưởng đến rồi đi hãy tự quán xét để thấy có bao nhiêu điều chứa đựng trong tâm thức bạn là của chính bạn và bao nhiêu điều từ bên ngoài đưa tới trong ngày thình lình hãy ngừng lại và nhìn xem bạn đang suy nghĩ về điều gì có lẽ bạn sẽ nhận thấy bạn đang không chủ động suy nghĩ về vấn đề nào cả đây là một kinh nghiệm rất thường xảy ra hoặc bạn đang suy nghĩ một cách mơ hồ chỉ tạo nên ấn tượng rất yếu ớt đối với bất cứ điều gì mà bạn nhớ được chính sự thử nghiệm này trở thành tự ý thức hơn trước sau khi đã thử nghiệm nhiều lần như trên bạn bắt đầu ghi nhận những tư tưởng mà bạn tìm thấy trong trí bạn để biết sự khác nhau như thế nào giữa tình trạng khi chúng xâm nhập vào trí bạn cũng như khi chúng ra khỏi trí bạn và bạn đã thêm vào điều gì trong thời gian chúng ở với bạn bằng cách này trí bạn sẽ trở nên linh hoạt và vận dụng năng lực sáng tạo của nó và bạn có thể sử dụng khôn ngoan một số điều sáng tạo ấy trước hết bạn có thể chọn những tư tưởng mà bạn cho phép chúng duy trì trong trí bất cứ khi nào tìm thấy trong trí một tư tưởng tốt lành bạn hãy dừng lại với nó nuôi dưỡng tăng cường làm cho nó phát triển thêm và gửi nó ra ngoài như một tác nhân hữu ích vào cõi trung giới khi nhận thấy có một tư tưởng xấu nảy sinh bạn hãy nhanh chóng đẩy nó ra khỏi trí bây giờ bạn nhận thấy trí bạn đón nhận những tư tưởng tốt lành hữu ích và từ chối những tư tưởng xấu ác càng ngày càng có nhiều tư tưởng tốt lành và càng ít tư tưởng xấu ác từ bên ngoài xâm nhập được vào trí bạn khi trí bạn chứa đầy tư tưởng tốt lành hữu ích nó tác động như một nam châm thu hút những tư tưởng cùng loại ở chung quanh nếu trí bạn không chấp nhận tư tưởng xấu ác nó sẽ tự động đẩy lui những tư tưởng này khi chúng tiến đến gần bạn thể trí sẽ thu hút những tư tưởng tốt lành từ môi trường chung quanh và xua đuổi những tư tưởng xấu ác do đó nó liên tục góp nhặt những chất liệu thanh nhẹ tốt lành thuộc cõi trí làm cho nó mỗi ngày càng tăng trưởng thêm khi thời giờ đến cuối cùng con người dũ bỏ thể xác và thể vía để qua cõi trí họ sẽ mang theo những chất liệu họ đã góp nhặt vào cõi thượng giới mà chỉ những gì chứa đựng trong tâm thức thích hợp với dùng nó thuộc về con người sẽ dùng thời gian sống ở cõi trời chân phúc để đào luyện mọi chất liệu được tích trữ thành những khả năng và năng lực vào cuối thời gian ở cõi trời chân phúc thể trí sẽ trao lại cho nhân thể những đặc tính mà nó đã đào luyện để chúng được mang vào kiếp tái sinh tới khi con người đầu thai những khả năng này sẽ tự bao bọc trong chất liệu của những cảnh sát tướng thuộc cõi thượng giới tạo nên thể trí mới cho kiếp sống sắp đến thể trí mới này có cơ cấu và phát triển nhiều hơn thể trí kiếp trước những khả năng cũng sẽ biểu hiện trong thể día và thể xác mới như những khả năng bẩm sinh mà đứa trẻ có được khi vào đời trong suốt kiếp sống hiện tại chúng ta góp nhặt những chất liệu theo cách thức mà chúng ta đã phát họa trong cuộc sống ở cõi trời chân phúc chúng ta đào luyện những chất liệu này biến những cố gắng riêng rẽ của tư tưởng thành khả năng của tư tưởng thành những hoạt động và năng lực trí tuệ đó là sự thay đổi lớn lao được thực hiện trong suốt cuộc sống ở cõi trời chân phúc vì những khả năng này tùy thuộc những điều tốt lành góp nhặt trong cuộc sống ở thế gian chúng ta không từ bỏ một cố gắng nào từ bây giờ thể trí của kiếp sau tùy thuộc vào việc mà chúng ta đang làm cho thể trí hiện tại như thế chúng ta thấy thời gian ở cõi trời chân phúc rất quan trọng trong sự tiến hóa của con người nếu những sinh hoạt và thời gian ở cõi trời chân phúc bị giới hạn phẩm chất trí tuệ mà con người mang trở lại khi tái sinh cũng bị giới hạn. Chúng ta không thể tách rời một kiếp sống này khỏi kiếp sống khác và cũng không có phép lạ nào tạo ra một sự vật từ chỗ không có gì. Nhân quả cho chúng ta thu hoạch những gì chúng ta đã gieo và mùa gặt ít ỏi hay phong phú tùy theo sự vuông trồng của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sinh hoạt tự động có thể trí khi chúng ta xét đến bản chất của những chất liệu từ đó nó rút ra để tạo thành cơ cấu của nó. Thể trí liên kết với trí vũ trụ, trong chính bản chất là kho dự trữ mọi chất liệu từ đó nó rút ra. Những chất liệu này tạo ra mọi loại rung động khác nhau về phẩm chất cũng như năng lực, tùy theo cách thức chúng phối hợp. Thể trí tự động rút vào nó chất liệu từ kho chứa tổng quát, nó có thể duy trì những phối hợp đã có sẵn, vì giống như trong thể xác những phần tử trong thể trí luôn luôn thay đổi và những phần tử rời bỏ thể trí để lại chỗ cho những phần tử tương tự thế vào nếu một người tự thấy mình có những khuynh hướng xấu xa và muốn thay đổi người ấy tạo nên một loạt rung động mới khi ấy thể trí đã khuôn đúc để đáp ứng những rung động cũ sẽ chống lại những rung động mới từ đó gây ra xung đột và đau khổ nhưng dần dần những phần tử cũ bị loại ra ngoài và được thay vào bởi những phần tử mới đáp ứng với những rung động mới chính năng lực đáp ứng đối với những rung động mà thể trí bị thu hút từ bên ngoài nó thay đổi chất liệu trong cơ cấu những rung động của nó trở nên đối kháng với sự xấu ác và thu hút đối với sự tốt lành như thế sự khó khăn tục đỉnh mà những cố gắng đầu tiên phải đối diện là sự chiến đấu phát xuất từ phương diện hình thức cũ của thể trí sự suy tưởng đúng đắn càng ngày càng dễ dàng hơn khi có sự thay đổi trong hình thức cũ của thể trí, cuối cùng là sự thành công tự phát và thú vị, theo sau thói quen mới. Một phương pháp khác giúp cho sự phát triển thể trí là sự thực hành định trí, tức chú ý vào một điểm nhất định và giữ chặt cái trí nơi đó, không cho nó trôi dạt lang thang. Chúng ta phải tập suy tưởng những chất và mạch lạc, không để cho cái trí thình lình chạy rong từ việc này sang việc khác cũng không để lãng phí năng lượng vào những tư tưởng nhỏ nhặt. Suy nghĩ theo một đường lối lý luận liên tục là cách thực hành tốt, trong đó một tư tưởng phát triển tự nhiên từ một tư tưởng đi trước, trí chúng ta sẽ dần dần phát triển những phẩm chất thông minh làm cho sự sắp xếp tư tưởng có thứ tự và hợp lý. Vì khi cái trí làm việc theo cách thức này, tư tưởng tiếp nối tư tưởng theo một thứ tự xác định, từ đó thể trí được những mạnh thêm trở thành dụng cụ hữu hiệu của chân ngã để hoạt động ở cõi trí. Với sự định trí và phương pháp suy tưởng có hệ thống, năng lực tư tưởng sẽ phát triển, khi đó thể trí tăng trưởng rất nhanh và có hình dạng rõ rệt, xác định, dựng chắc và quân bình, những cố gắng sẽ được đền bù với kết quả tiến bộ. Nói về nhân thể, đến đây, chúng ta hãy đề cập đến thể trí thứ nhì, được biết với tên đặc biệt là nhân thể sở dĩ có tên nhân thể vì trong đó chứa đựng tất cả những nguyên nhân sẽ biểu hiện như những hậu quả ở những cõi thấp nó là thể của trí tuệ là phương diện hình thể của chân ngã con người thật nó là nơi tiếp nhận hay chỗ chứa đựng trong đó tất cả châu báu được gìn giữ đời đời nó tăng trưởng tùy theo bản chất của những điều quý giá từ dưới đưa lên càng ngày càng nhiều để bồi đắp vào cơ cấu của nó trong nhân thể mọi dữ kiện được đăng kết vào nhau để có thể tồn tại lâu dài và chứa đựng những mầm giống của mọi phẩm chất được mang vào kiếp tái sinh sắp tới. Như thế, những biểu lộ thấp hoàn toàn tùy thuộc vào sự tăng trưởng và phát triển của con người này vì đối với nó thời giờ không bao giờ điểm. Như đã nói ở trên, nhân thể là phương diện hình thể của chân ngã. Nhìn vào chu kỳ hiện tại của con người, ta có thể nói chỉ đến khi có sự hiện diện của nhân thể mới có con người đúng nghĩa. Có thể có điện thờ làm bằng vật chất và dĩ thái, chuẩn bị cho con người cư trú. Có thể có những đam mê, cảm xúc và thèm khát được góp nhặt dần để tạo nên bản chất cảm dục trong thế giới. Nhưng chỉ đến khi nào sự tăng trưởng xuyên qua cõi trần và cõi trung giới đã được hoàn tất, và cho đến khi chất liệu của cõi trí bắt đầu xuất hiện bên trong những thể thấp đang tiến hóa mới có con người thật sự. Do năng lực của chân ngã chuẩn bị nơi cư trú của nó, chất liệu của cõi trí bắt đầu phát triển một cách chậm chạp, kế đó có sự tuôn xuống từ đại dương của cõi bồ đề và niết bàn. Nơi đó từng ấp ủ sự tiến hóa của con người, dòng sinh lực tuôn xuống này gặp chất trí tuệ đang tăng trưởng và khai mở, nó kết hợp và dưng bón cho chất trí tuệ. Ở thời điểm kết hợp này nhân thể hai cá tính được tạo ra người có nhãn quan cõi cao nhận thấy phương diện hình thể của con người thật, giống như một màng mỏng của chất liệu thanh nhẹ, đánh dấu nơi con người bắt đầu sự sống riêng biệt. Tấm màng mỏng này không màu sắc bằng chất liệu thanh nhẹ là cái thể trường tồn xuyên qua toàn thể cuộc tiến hóa của con người, và tất cả những kiếp luân hồi được sâu vào sinh mệnh tuyến hay sợi chỉ bản ngã. Theo định luật tự nhiên, nhân thể là nơi chứa đựng mọi thuộc tính cao quý, hài hòa, cho nên nó trường tồn. Chính nó đánh dấu sự phát triển của con người và giai đoạn tiến hóa mà họ đạt được. Mỗi tư tưởng bác ái, dị tha, mỗi tình cảm trong sạch và cao thượng đều được đem lên làm chất liệu xây dựng nên nhân thể. Chúng ta hãy xét cuộc sống của một người bình thường để xem có bao nhiêu điều trong cuộc sống của họ được đem lên để xây dựng nhân thể. Chúng ta hãy tưởng tượng nhân thể như một màng mỏng, miệng màng. Khi con người phát triển và tiến hóa, nó càng ngày càng vững mạnh màu sắc đẹp đẽ linh hoạt chiếu sáng lộng lẫy hơn và độ lớn cũng tăng trưởng hơn vào giai đoạn tiến hóa thấp con người không có nhiều dấu hiệu về phẩm chất tinh thần trái lại có nhiều biểu hiện đam mê thèm khát họ mong muốn và chú trọng trong việc tìm kiếm những cảm giác dường như sự sống bên trong con người đưa ra một ít chất liệu thanh nhẹ trong cơ cấu của nó từ đó được góp nhặt để tạo ra thể trí thể trí đưa một phần của chính nó vào cõi trung giới để tiếp xúc với thể vía và trở nên liên kết với thể vía như thế cầu nối được thành lập giữa thể giới và thể trí con người gửi tư tưởng xuống xuyên qua cầu nối này vào thế giới của cảm giác đam mê thú tính khi đó tư tưởng trộn lẫn với mọi cảm xúc và đam mê thú tính này như vậy thể trí trở nên dướng mắt vào thể vía gắn bó vào thể vía cho đến lúc chết cũng khó tách rời ra nếu trong cuộc sống trần gian một người có tư tưởng vị tha có lòng phụng sự những người họ thương mến có vài hành động hy sinh để giúp đỡ bạn bè người ấy sẽ tạo nên vài tính tốt có thể tồn tại lâu dài có bản chất thuộc cõi cao cả những đặc tính này có thể được mang lên và trở thành chất liệu của nhân thể làm cho nó đẹp đẽ và màu sắc tươi tốt hơn có lẽ trong suốt kiếp sống một người bình thường chỉ có rất ít những điều có thể cung cấp như thực phẩm cho sự phát triển con người thật như thế sự phát triển rất chậm chạp vì những khuynh hướng xấu ác do vô minh tạo ra và lớn mạnh do sự lặp đi lặp lại mầm mống của những khuynh hướng này thu rút vào trạng thái tiềm ẩn nơi thể giới đến lúc thể giới tan rã chúng sẽ phân tán trong cõi trung giới những khuynh hướng xấu ác này cũng rút vào nằm tiềm ẩn trong thể trí nhưng ở cõi trời chân phúc không có chất liệu cho chúng biểu lộ khi đến lượt thể trí tan rã chúng rút vào nhân thể và vẫn nằm tiềm ẩn ở đó những khuynh hướng này sẽ được biểu lộ ra ngoài vào lúc linh hồn đầu thai trở lại thế gian khi đến cõi trung giới chúng tái xuất hiện như những khuynh hướng xấu ác mang theo từ quá khứ như thế nhân thể có thể được xem như kho chứa những điều xấu ác cũng như điều tốt lành tức tất cả những gì còn lại sau khi những thể thấp đã tan rã. Nhưng điều tốt lành được bổ sung vào cơ cấu của nhân thể và giúp nó tăng trưởng, trong khi điều xấu ác vẫn ở trạng thái tiềm ẩn và duy trì như những mầm giống, ngoại trừ trường hợp được ghi nhận sau đây. Trong cuộc sống, nếu con người chủ tâm suy tưởng để hoạch định công việc xấu ác, điều này sẽ gây tổn thương nhiều hơn cho nhân thể thay vì chỉ nằm ở trạng thái tiềm ẩn trong nhân thể như mầm giống gây đau khổ và tội lỗi tương lai. Tư tưởng xấu ác không giúp cho sự tăng trưởng của con người thật, hơn nữa khi nó tinh tế và bền bỉ, nó sẽ làm mất đi một phần bản tính con người. Nếu một người duy trì mãi một tật xấu, tiếp tục theo đuổi việc ác, thể trí sẽ dướng mắt chặt chẽ vào thể vía cho đến nỗi sau khi chết nó không thể hoàn toàn giải thoát ra khỏi thể vía và một phần cơ cấu của nó bị xé rời khỏi nó đến khi thể giới tan rã phần thể trí bị vướng mắt này sẽ được trả trở lại vào cõi trí và coi như người ấy bị mất phần này vĩnh viễn nếu chúng ta nghĩ đến hình ảnh nhân thể con người như một mạng mỏng hay bong bóng nó sẽ bị mỏng đi do nếp sống đồi bại của con người không những sự phát triển bị chậm lại mà còn gây khó khăn trong việc kiến tạo khả năng tăng trưởng của nhân thể bị ảnh hưởng không thể phát triển thêm mà còn có thể bị hao mòn phần nào trong trường hợp bình thường sự thiệt hại cho nhân thể chỉ giới hạn như thế đối với một linh hồn đã vững mạnh về phương diện trí tuệ lẫn ý chí cùng lúc với sự phát triển lòng vị tha và tình thương nếu nó tự thu rút về trung tâm riêng của chính nó thay vì rộng mở nó sẽ tạo ra một bức tường ích kỷ chung quanh nó và dành năng lực phát triển cho cái tôi thay vì cho tất cả nhân loại Trường hợp này được ám chỉ trong nhiều kinh sách thế giới. Nó rất nguy hiểm vì sự ác ăn sâu vào tận gốc rễ, do linh hồn tự ý thức sắp xếp chống lại luật trời và sự tiến hóa. Trong trường hợp này, chính nhân thể trên cõi trí có những rung động thuộc trí tuệ và ý chí, nhưng cả hai đặc tính này đều đưa đến mục đích ích kỷ. Khi đó nó sẽ mất đi đặc tính sáng chói rực rỡ và màu sắc của nó trở nên tối tăm. Điều tệ hại này không xảy ra cho những linh hồn chưa phát triển có những đam mê và lầm lỗi bình thường của cái trí, mà chỉ ảnh hưởng đến những linh hồn đã phát triển cao và đã đạt được năng lực mạnh mẽ thuộc cõi trí tuệ. Như thế, chính sự tham vọng, tự đắc và quyền năng của trí tuệ được sử dụng cho những mục đích ích kỷ, nguy hiểm hơn nhiều và gây nhiều hậu quả tai hại hơn những sai lầm thuộc bản chất thấp. Vì thế có câu, người do thái giáo nghiêm khắc thường cách xa cõi trời hơn người chủ quán rượu và người tội lỗi những người bàn môn tả đạo thường phát triển theo con đường này họ chiến thắng đam mê và dục vọng phát triển ý chí và những quyền năng trí tuệ cao không phải để tự nguyện hiến dân như một năng lực trợ giúp cho sự tiến hóa của toàn thể mà để tóm thu tất cả về cho họ và giữ chặt chứ không chia sớt với những tính chất này họ phân cách và chống lại sự kết hợp họ cố gắng làm chậm sự tiến hóa thay vì thúc đẩy nó họ phát ra những rung động bất hòa thay vì hòa hợp với toàn thể điều này làm phương hại đến linh hồn vì họ mất hết cơ hội tiến hóa khi bắt đầu hiểu biết một phần nào về nhân thể chúng ta coi sự tiến hóa như mục đích xác định trong đời sống chúng ta chúng ta phải cố gắng suy tưởng một cách không ích kỷ để làm cho nhân thể tăng trưởng và linh hoạt con người tiến hóa từ đời này qua đời khác từ thế kỷ này qua thế kỷ khác từ thiên niên kỷ này qua thiên niên kỷ khác Chúng ta có thể cố ý thúc đẩy sự tiến hóa này bằng cách làm việc hòa điệu với ý chí thiên liêng và thực hành mục đích của kiếp sống chúng ta. Khi được đang vào cấu trúc của nhân thể, không có điều tốt nào sẽ bị mất đi, không điều gì bị tan biến, vì đây là con người thật sự, sống vĩnh viễn. Chúng ta vừa nhận thấy theo luật tiến hóa, mọi điều xấu ác trong nhất thời dù mạnh mẽ đến đâu, đều mang trong đó mầm mống từ quỷ diệt trong khi mọi điều tốt lành đều có trong nó hạt giống bất tử điều bí nhiệm nằm trong sự kiện là mọi điều xấu ác thì không hòa điệu và tự nó chống lại luật vũ trụ cho nên không sớm thì muộn cũng bị luật vũ trụ chống lại phá dở và nghiền nát nó thành tro bụi trái lại mọi điều tốt lành hòa điệu với luật được trợ lực bởi luật trở thành một thành phần của dòng tiến hóa và như thế không phải chính chúng ta làm điều đúng mà là thiên nhiên làm do đó nó không thể nào mất không bao giờ bị hủy diệt đến đây chúng ta thấy không phải con người chỉ hy vọng suông mà chắc chắn sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng sự phát triển có thể chậm chạp nhưng vững mạnh con đường có thể dài đằng đẵng nhưng sẽ có đoạn cuối cá tính hay chân ngã chúng ta đang tiến hóa không thể bị hủy diệt do ngu dốt con người làm cho sự tiến hóa bị chậm trễ tuy nhiên những gì mà chúng ta góp phần vào sự tiến hóa dù nhỏ nhặt, sẽ tồn tại vĩnh viễn và là sở hữu của chúng ta qua mọi thời đại tương lai. Phần 5. Những dẫn thể khác. Chúng ta có thể đi một bước xa hơn, nhưng khi làm thế, chúng ta phải vào một vùng rất cao cả, gần như ngoài tầm con đường chúng ta, dù trong sự tưởng tượng. Vì nhân thể không phải một thể cao nhất và chân ngã không phải thượng trí mà là thượng trí kết hợp và thâm nhập trong Bồ đề. Đây là kết quả sự tiến hóa của nhân loại, điểm cuối cùng của bánh xe luân hồi sinh tử. Bên trên cõi thượng giới mà chúng ta đã nói đến, còn có một cõi cao hơn, đôi khi được gọi là cõi của trạng thái tâm thức tinh thần cao siêu hay cõi của tuệ giác. Ở cõi này, dẫn thể của tâm thức là thể tinh thần, còn được gọi là thể Bồ đề hay thể phúc lạc, mà người tu sĩ thiền định có thể thâm nhập vào và trong đó họ ném mùi phúc lạc vĩnh cửu của thế giới huy hoàng ở trạng thái này thiền gia nhận ra trong tâm thức chính mình sự đồng nhất với tất cả điều này trở thành một sự kiện của kinh nghiệm chớ không chỉ là một niềm tin thông minh đối với người đã phát triển năng lực minh triết và tình thương cao thượng sẽ có ngày họ bước qua một cửa lớn đánh dấu một giai đoạn nổi bật trên đường tiến hóa đó là cánh cửa của sự điểm đạo người đạo đồ được Đức Thầy hướng dẫn đi xuyên qua khỏi cửa và tiến lên lần đầu tiên vào thể bồ đề để có được kinh nghiệm về sự đồng nhất hiện cùng giữa những chia rẽ đa dạng của thế giới vật chất. Người đạo đồ cũng nhận thấy sự đồng nhất hiện hữu giữa những chia rẽ đa dạng nơi cõi trung giới và ngay cả cõi trí. Khi diệt lên khỏi những cõi thấp, người đạo đồ khoát vào thể bồ đề. Lần đầu tiên có kinh nghiệm về sự đồng nhất và nhận thấy sự chia rẽ chỉ thuộc vào ba cõi thấp. Họ cảm thấy là một giới tất cả, mà tâm thức của chính họ không bị mất, tâm thức họ có thể bành trướng và bao gồm tâm thức mọi người, đúng ra nó trở thành một giới những tâm thức khác. Đây là sự hợp nhất mà sau đó con người luôn luôn khao khát có trở lại, sự hợp nhất họ đã cảm nhận rất thật, mà ở những cõi thấp không thể nào có được dù hết sức cố gắng. Kinh nghiệm này vượt quá những giấc mơ cao tột của họ, và họ nhận thấy tất cả nhân loại là một giới bản ngã thâm sâu nhất của họ những thể tạm thời khi nói đến những thể của con người chúng ta không thể không đề cập đến vài thể khác có tính chất tạm thời đúng ra ta có thể gọi chúng là các thể nhân tạo khi xuất ra khỏi thể xác một người có thể sử dụng thể vía và cho đến khi nào họ còn hoạt động trong thể vía họ còn bị giới hạn ở cõi trung giới tuy nhiên nếu họ có thể sử dụng được thể trí hay hạ trí để vào dùng trí tuệ từ dùng này họ có thể qua cõi trung giới và cõi trần mà không bị ngăn trở cái thể được sử dụng ở đây thường được gọi là thể ảo ảnh có thể nói đây là thể trí được tái sắp xếp để hoạt động riêng biệt người ấy đã tạo ra một chân dung của chính họ theo khuôn mẫu thể trí họ trau chuốt nó theo hình ảnh mà họ muốn trong cái thể nhân tạo tạm thời này họ tự do đi xuyên qua ba cõi theo ý muốn vượt trên những giới hạn của nhân loại bình thường đây là thể nhân tạo thường được nói đến trong những sách thông thiên học. Trong thể này nột người có thể du hành từ nơi này đến nơi khác. Họ cũng có thể đi qua cõi trí tuệ để học hỏi những chân lý mới, góp nhặt kinh nghiệm và đem những điều quý báu vừa góp nhặt được về cho tâm thức lốt thức. Lời điểm trong việc sử dụng thể cao này là nó không bị nhầm lẫn và mê hoặc ở cõi trung giới như lối với thể giết. Những giác quan thể giết không được huấn luyện thường đưa đến lầm lạc cần phải có nhiều kinh nghiệm ở cõi trung giới mới có thể đưa ra những tường trình đáng tin cậy nhưng đối với thể trí nhân tạo tạm thời sẽ không có sự nhầm lẫn nó thấy với một nhãn quan đúng đắn nghe với một nhĩ quan trung thực những mê hoặc ở cõi trung giới không chế ngự được nó những ảo ảnh không làm nó nhầm lẫn cho nên người được huấn luyện để đi khảo sát thích sử dụng thể trí nhân tạo này họ có thể tạo ra khi cần đến và bỏ đi khi công việc đã hoàn tất. Có những thể tạm thời khác cũng được gọi là thể ảo ảnh, nhưng tốt hơn chúng ta nên giới hạn từ ngữ này cho thể trí tạm thời vừa nói đến ở trên. Một người có thể xuất hiện ở một nơi cách xa thể xác, thật ra đó chính là hình tư tưởng, chứ không phải một dẫn thể của tâm thức. Đó là tư tưởng khoát vào tinh hoa chất của cõi trung giới Theo quy tắc, những thể này chỉ là dẫn thể của vài tư tưởng hoặc ý muốn đặc biệt chúng cho thấy không có ý thức nào khác ngoài những tư tưởng ấy ta chỉ đề cập lướt qua về chúng nói về hào quang con người đến đây chúng ta cần tìm hiểu về hào quang con người theo ý nghĩa đầy đủ thật sự nó là gì nó chính là người ấy biểu lộ một lực trên bốn cõi của tâm thức năng lực hoạt động ở mỗi cõi tùy theo trình độ phát triển của con người nó là sự kết tập những thể hay những dẫn thể của tâm thức nó thuộc phương diện hình thể của con người trước hết và quan trọng hơn hết là thể tinh thần mà những người đã điểm đạo có thể nhận thấy qua thể này ngọn lửa sống động từ linh thể chiếu rọi nó là sự biểu lộ của con người trên cõi bồ đề kế đến là nhân thể biểu lộ ở nơi cao nhất của cõi trí dùng vô sắc tướng của cõi thượng giới nơi cư trú của cá tính sau đó đến thể trí thuộc về những cảnh thấp của cõi thượng giới kế tiếp theo thứ tự là thể giếng thể phát và thể xác đậm đặc mỗi thể được tạo nên bởi chất liệu thuộc dùng riêng của nó và biểu lộ đặc tính con người khi họ ở trong mỗi cảnh ấy khi sinh viên nhìn một người họ thấy tất cả các thể tạo nên con người riêng rẽ nhau vì chúng có mức độ vật chất khác nhau đánh dấu giai đoạn phát triển mà họ đã đạt được khi phát triển nhãn quan cao hơn, sinh viên sẽ thấy sự hoạt động đầy đủ trong mỗi thể của con người. Họ thấy thể xác giống như một khối kết tinh đậm đặc trong trung tâm những thể khác. Những thể khác thấm nhập thể xác và ló ra bên ngoài chung quanh nó, tức thể xác là thể nhỏ nhất. Kế đến là thể dí, cho thấy trạng thái của bản chất cảm dục. Bản chất này chiếm một phần lớn thể dí người bình thường, đầy những đam mê, thèm khát và cảm xúc thấp hèn tùy theo sự trong sạch nhiều hay ít mà cơ cấu và màu sắc thay đổi từ thô sơ đến miệng màng từ đen tối đến trong sáng ở con người tiến quá cao thể vía rất thanh nhẹ tinh tế kế đến là thể trí nó vẫn còn kém phát triển ở phần đông nhân loại vẻ đẹp và màu sắc của nó thay đổi tùy theo trình độ đạo đức và trí tuệ của con người kế đến là nhân thể rất khó nhận thấy ở hầu hết người bình thường phải xem xét rất cẩn thận mới có thể thấy được nó phát triển rất ít, giống như một màn mỏng manh, màu sắc lợt lạc, hoạt động rất yếu ớt. Như khi nhìn vào một linh hồn tiến quá cao, một hình ảnh con người tốt đẹp đập vào mắt ta, ánh sáng rực rỡ, màu sắc huy hoàng thanh nhã cho thấy những sắc thái rất tinh khiết và đẹp đẽ. Khác với màu sắc ở những cõi thấp Ngoài ra có những màu sắc chỉ hiện hữu ở cõi cao cho thấy sự tăng trưởng về phẩm chất và năng lực của con người. Người có phước lành, may mắn được thấy một trong những gì cao cả xuất hiện như một hình thể sống động, hùng dĩ, với màu sắc sáng chói huy hoàng, đẹp không thể tả và lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Trong tương lai, đến một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ trở nên giống như các ngài, vì sự toàn thiện mà các ngài có đang ở trạng thái tiềm ẩn trong mọi người chúng ta có một điểm thực hành về vấn đề hào quang cần được ghi nhận sau đây. Ta có thể tự bảo vệ một cách hiệu quả chống lại sự xâm nhập của những tư tưởng bên ngoài bằng cách dùng chất liệu hào quang để tạo nên một bức tường hình cầu chung quanh ta. Hào quang đáp ứng rất dễ dàng đối với xung động của tư tưởng, với sự cố gắng tưởng tượng, ta hình dung viền bên ngoài nó đông đặc lại thành một lớp vỏ, như thế ta tạo nên một bức tường bảo vệ chung quanh ta lớp vỏ này sẽ ngăn cản sự xâm nhập của những tư tưởng trôi dạt đầy dẫy trong cõi trung giới không cho chúng quý rầy như chúng thường làm đối với cái trí không được huấn luyện đôi khi ta cảm thấy sinh lực bị kiệt quệ đặc biệt khi ta tiếp xúc với người hốt sinh lực những kẻ kế cận một cách vô ý thức điều này có thể được ngăn ngừa bằng cách tạo nên lớp vỏ bảo vệ đối với bất cứ người nào nhạy cảm và người nào bị kiệt quệ sinh lực vì nguyên nhân kể trên cần tạo lớp vỏ bảo vệ này. Đây là quyền năng tư tưởng tác dụng lên chất liệu thanh nhẹ để tạo nên lớp vỏ bao bọc chung quanh bạn. Chúng ta nhận thấy những người chung quanh ta ở vào những trình độ phát triển khác nhau. Các thể của họ cho thấy họ ở vào thời điểm nào trên đường tiến hóa. Hào quang cho thấy bản chất đúng thật của con người. Chúng ta tô đắp thêm vào nó khi sự sống thực của chúng ta tăng trưởng. Chúng ta thanh lọc quá nó khi những kiếp sống của chúng ta trong sạch, cao quý chúng ta đang vào nó những phẩm chất càng ngày càng cao hơn đề cập về sự sống có một triết lý nào khác đầy hy vọng đầy sức mạnh và đầy niềm vui hơn triết lý này không nhìn khắp nhân loại bằng mắt trần ta thấy toàn sự suy đồi đau khổ vô vọng nhưng khi quan sát bằng nhãn quan cao hơn ta thấy nhân loại xuất hiện dưới một phương diện hoàn toàn khác thật ra ta vẫn thấy sự đau khổ và suy đồi nhưng ta biết rằng chúng chỉ tạm thời chúng thuộc về giai đoạn non trẻ của nhân loại và nhân loại sẽ vượt qua nó. Ta chưa thấy được triển vọng cao cả ở những người còn thấp kém, giả mang, nhưng với thời gian họ sẽ tiến bộ. Đây là thông điệp của hy vọng mà Minh Triết Thiên Liên mang đến cho thế giới Tây Phương, một thông điệp của sự giải phóng thế giới khỏi mọi thống khổ, không phải trong giấc mơ mà trên thực tế, không phải chỉ là hy vọng suông mà là sự xác quyết. Trong cuộc sống, mỗi người đang cố gắng phát triển khả năng nhận thức mới và áp dụng thông điệp những quả đầu tiên đang xuất hiện khắp mọi nơi sẽ có ngày toàn thể thế giới gặt hái những cái chính và sẵn sàng hoàn thành mục đích mà thượng đế đã đề ra